Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Con trai mà nói nhiều, ơi điều xấu, điều dữ. Em bị ép hôn. Ông chảnh mà ông kêu toàn ta cua ổng không. Em về em nấu cơm luôn, bà không biết nấu cơm luôn. Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Cô dâu thì súng xính trong một cái đầm màu hồng. Đẹp ha. Chú rể thì rất là ấn tượng bởi cái cà vạt màu cam lè. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Mai Bạch Yến, em 27 tuổi, em buôn bán. Rồi còn em? Em Nguyễn Thanh Liêm, hiện em làm tài xế, em năm nay em 31 tuổi. Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Anh chạy xe cho dì em. Lúc đó là em cũng đi học thì em ở nhà dì đó, mới gặp nhau đó thôi. Nhưng mà cái thời gian đầu mới gặp ảnh thì chỉ có được cái nhan sắc thôi, chứ ngoài ra là cái tính tình em không thích. Cái gì đó hả? Dạ. Được cái sắc chứ còn cái tính là thua. Tại vì con trai mà nói nhiều, mấy người mà ta nghe không biết, ta tưởng ông đang chửi lộn vậy đó, nó cái giọng ao 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 hả? Vậy đó. Bạn bè em phải nói nhiều khi nó còn dữ hơn em nữa, em phải làm cho hơn nó áp đó. Nói nhiều mà nói to giống như chửi lộn vậy hả? Thì đúng rồi. Có nghĩa là nói lớn khác mà nói nhiều nghe. Không, còn lớn vừa mà nói nhiều. Lớn mà vừa nói nhiều. Dạ đúng rồi. Hồi nãy nói là anh này là ấn tượng đầu tiên là về cái nhan sắc của anh đúng không? Dạ, dạ em ấn tượng anh thì vậy. Bây giờ hỏi hai người ai để ý ai trước? Dạ ảnh á. Hồi đó cái ảnh đi nhậu thì cháu em là bạn của ảnh vậy đó. Cái ổng nhậu ổng nói cô hai mày á vừa xấu vừa dữ. Về cái thằng cháu nó kể lại liền. Mà lúc đó em ốm mà hay sao? Đó có 43 kg, giờ 63 kg rồi. Rồi vì cái ấn tượng đó mà thương hả? Dạ không có. Cũng thời gian cũng lâu lắm rồi, như tiếp xúc nói chuyện qua lại cũng nhiều lần. Thấy có được cái nữa thì đó em ở bên nhà bà dì á, là phải tối rồi anh em mới tụ họp cái đi nhậu. Bây giờ em lúc đó là cầm chìa khóa trực chờ mở cửa, nếu mà không mấy là không mở cửa là em phải leo lên lầu á. Tại ngày xưa thì đi học cũng phải thức khuya đó, rồi mấy ông đó cứ trốn gì em đi nhậu vậy, rồi thì về cái thì mình mở cửa thôi. Mở thì cái nhiều khi cái nó chọc, nó kêu có thằng tèo nên bà hai mới đứng đó đợi mở cửa. Đó. Chọc em vậy đó. Dạ nó chọc vậy đó. Em nghĩ cái ấn tượng của ảnh với em chắc là lúc 30 tháng 4 đó, người lớn về quê hết, còn mấy người nhỏ này nọ đó thì ở nhà nấu ăn rồi mua bia này nọ về uống vậy đó. Lúc đó gần thi tốt nghiệp 12, mình cũng lo, cái mình ngồi cũng tâm sự nói trời, không biết lỡ thi rớt 12 không biết làm cái gì. Ổng phát một câu vô duyên, kêu rớt thì lấy chồng chứ làm cái gì. Em mới quay qua em hỏi ủa về lúc đó ông lấy tôi hả? Cái ổng nín hình ổng nói vậy. Em nghĩ vậy là thôi mình nói giỡn giỡn vậy đó. Cái bữa sau cái thằng cháu nó mới nói ủa hai, hôm qua hai nói tèo vậy hả? Thôi vậy. Rồi nó nghe nè, mở cửa mà leo vô như vậy thì bao lâu? Nửa năm mà sau khi quen rồi còn leo nhiều nữa. Vậy hả? Dạ, nhưng qua. Mà cái hành động đó chắc có lẽ là để ý cô này. Dạ, lúc đó mình thấy mình cũng nhiều cảm động, nhiều khi lúc mình vô, mình ra vô, rồi có vợ mình mở cửa vô, tự nhiên khỏe. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Em không biết để ý lúc nào mà bữa cái đưa rước về cái anh nói à. Anh thương em lắm. Mà nào giờ đâu ai cua mình vậy đâu. Nhỏ lớn chưa quen ai mà. Em mới nói anh giỡn hoài. Lúc đó là không tính hợp. Là tưởng ông giỡn rồi cũng im luôn vậy đó. Nhưng mà hỏi nè, thời gian hai bạn yêu nhau á, có thuận lợi suôn sẻ không? Dạ không. Hay là gian nan trắc trở hay như thế nào, giống như bị leo rào hoài á? Dạ gian nan lắm chị. Mà tụi em cũng quen nhau cũng cỡ 6 tháng á. Thì cái lần mẹ mới qua bên dì chơi, mẹ mới phát hiện. Thì là cái về mẹ cũng cản. Sau đó là mẹ cũng mua nhà gần bên dì, rồi em thì về nhà, rồi anh ảnh mới là cũng mua xe riêng, rồi ảnh cũng ra nhà trọ vậy đó. Cái hai đứa cũng đi dạo đi chơi chứ cô không dám đi đâu xa. Đi sao ảnh đưa em về tới nhà cái anh đứng anh hôn trán. Bị bắt gặp. Cái đâu gì với mẹ về bắt gặp. Về mẹ la mẹ quýnh quá trời. Vậy đó hả? Các bạn quen nhau bao lâu thì lấy nhau? Dạ 5 năm. 5 năm? Trời ơi. Một mối tình 5 năm mà cũng chưa tính lấy đâu. Tại vì cái mẹ thấy quen lâu rồi, mình cũng hay hai đứa cũng về quê nội với quê, tao cũng biết á. Em bị ép hôn. Ép hôn hả? Ghê luôn. Ông nói vậy đó. Mà nè, khi mà lấy nhau về rồi đó, dạ, thì thường á người ta nói là tài xế rất là lắng nhắn. Đúng không? Thậm chí là đó người nói là ông tài xế, ông đi tỉnh nào là ông có bà vợ. Đúng. Đó, thì ông này có không? Lúc cưới thì em chưa nghe, nhưng mà lúc trước khi cưới thì có nghe. Trước khi quen em cũng quen nhiều rồi. Tại cái nhan sắc như vậy mà.
cái ổng chảnh, ổng kêu toàn ta cua ổng không. Mà có cái lăng nhăng nào mà em bắt gặp tại chỗ không? À, nói bắt gặp tại chỗ thì em cũng chỉ nghi thôi. Là lúc quen em cũng thời gian, cái em thấy có cái số điện thoại này sao cứ gọi cho ảnh hoài. Mà bắt đầu mình cũng không để ý nữa. Cái sao tự nhiên bữa đứng kế bên nghe Giang dẫn giọng gái, cái em quay qua em mới hỏi anh, ủa sao cái số này gọi anh hoài vậy? Này là em của cái ông sửa xe cho anh trai mà nó giọng gì mà kêu trai, em nghe gái rõ ràng. Cái quay qua nạt em, cái thôi cái em cũng nói, nhưng mà em để em lại. Thường á, tài xế là hay đi tỉnh nè. Dạ. Rồi đàn ông thì hay uống bia, uống bọt, thường có hay đi tăng 1, tăng 2, tăng 3 vậy? Có anh, cái vụ tăng 2 thì cũng có. Giờ nè, nãy giờ bà coi như là tiết mục vạch mặt em, dạ, của mình bà xong rồi đó. Giờ tới em nè, như là bà có cái gì xấu không? Giờ em hả? Nhiều lắm, miệng lên hùng nhiều hùng lắm. Thứ nhất nè, sáng là uống nước mặt là phải nói lớn, à, uống nước mà kiểu không biết chăm sóc gia đình này nọ hết trơn á. Nói chung là lười á. Vụ sáng ra em phải dậy sớm đi chợ mua đồ ăn cho con, mua cho vợ, mua cho người này người kia xong rồi em phải mua đồ để nấu cháo trưa cho hai mấy đứa nhỏ nữa. Ừ. Ngày nào cũng vậy. Mấy đứa rồi? Dạ hai đứa. Ồ. Là như Tèo làm hết. Em làm hết. Trời ơi Tèo nội trợ tốt quá. Em vậy em nấu cơm luôn. Đã không biết nấu cơm luôn. Hồi đó giờ em cũng nấu mà anh chê vợ. Cái... Bởi vì tôi ghét tôi cho ông nấu luôn. Nấu luôn. Dạ. Mấy lúc em đi lái xe rồi ai nấu? Ở nhà nhiều khi nhịn luôn, ăn cơm ngoài không? Đâu, rồi còn cái gì nữa không? Đồ con, đồ em, đồ vợ em gì á, là xôm trong phòng hết trơn á, không có gọn gàng vô, không ngăn nắp gì trơn á. Rồi giặt thì để, trời ơi, đồ con nít mà nó đái tời, nó hôi gần chết luôn. Mà cứ để đó hoài, ủ 2-3 ngày, trời ơi, không bỏ vô mới giặt. Hôi muốn chết luôn. Mà vô phòng một cái, hăng xuống đất ngủ luôn. Rồi chồng em thì sao, em phát hiện nhiều cái gì xấu ở chồng em không? Nói chung là ảnh rất là nóng tính chị. Ví dụ như mà mình đang ngồi coi tivi thì ổng làm gì mình quay hỏi cái muốn nạt mình nào nạt hả? Vậy cái chuyện rất hay nạt em. Có ai đập đồ không? Có, ví dụ mà hai vợ chồng cãi nhau xíu cái là đập điện thoại. Còn ví dụ mà ổng đang quạo mà ổng thèm nói chuyện đi ngang đó, mặt lầm lầm đập quạt ra rồi. Vậy đó. Mà tự nhiên đang cãi nhau mà bắt sao mình cười được với ổng. Tức là đi ngang thôi mà thấy vợ mặt lầm rầm mà hầm hầm á, xong rồi em nói luôn. Thì ghét. Thì ghét quá rồi. Thì ghét đập đồ cho bỏ ghét luôn. Không phải bỏ ghét. Thế nhưng mà đó giờ đập là như cái tài sản của gia đình mình là bị tiêu hao nhiều không? Cũng hết hai cái quạt rồi 4-5 điện thoại vậy, nhưng mà nó hư 3 cái. Tại có mấy lần ráp mình xài được. Có đập vợ chưa? Dạ cũng có, em có tát bằng tay thôi à. Không có làm gì nặng hết. Mấy lần rồi? Dạ, cái lần đó về quê cứ lo nhậu không chịu trở về ông ngoại đó. Cái em giận quá cãi, cái anh đánh em gì cái em ghét quá em kêu nhỏ em qua rước về ngoại bỏ ảnh đó luôn. Sau đó thì rồi tuần sau mới nói chuyện. Vậy hả? Một lần duy nhất phải không? Dạ. Trời ơi. Thật sự á, Thuận là đàn ông chia sẻ với Tèo nha. Có đập đồ thì nói chung là cũng đã là không nên rồi. Huống hồ chi đập một người vợ. Cái người ta đã tặng cho mình hai cái báu vật, đó là hai đứa con rồi. Em tặng thân xác. Bả vậy không tặng gì, tặng bả cái bập tay. Em tại tính em nấu mà vợ em nó không, cũng như người ta phụ nữ người ta biết á, ta thấy chồng mình nấu vậy mình bớt nói xíu, dằn xuống mình không nói. Còn hôm nay cứ hỏi sao không điên lên. Nói càng nói càng tức. Nhưng mà điên cũng phải điên văn minh chút xíu, thấy không? Cái hành động mà đánh vợ con cái vậy là tụi cho là không văn minh rồi. Không, cho nên là thôi, em bỏ rồi. Tại cuối cùng, đừng đánh nữa nghe. Đầu tiên và cuối cùng. Dạ, đánh một cái nữa đó, gọi danh lại đánh không? Mà chị hỏi nè, em một tuần nhậu mấy lần? Thứ 6, thứ 7, có 2 ngày. Rồi một ngày vậy vợ chồng gặp nhau được mấy tiếng? Suốt luôn á chị. Dạ, dạ. Khổ lắm luôn á. Nhà giữ con, chăn con suốt vợ em đâu. Vậy hả? Đi chợ nó bán mà chợ. Em đi bán, tại vì cuối năm á nên cũng đông, em phải ra phụ nhá em á. Nên bây giờ để anh mướn tài xế nhà giữ hai đứa con từ sáng tới chiều. Có khi nào đang giữ cái đầu bạn gọi cái đầu là đi liền không? Bỏ không, con. Không đi nhưng mà rủ bạn qua. Rủ về. Nhiều khi về cái thấy đứa đang nằm giọng, đứa ổng ẩm tay ly cầm ly bia. Đâu rồi? Vừa ẩm vừa nhậu. Nhưng mà bây giờ cái tần suất thấy giảm không? Dạ xa giảm nhiều lắm anh. Rồi bây giờ nè, nếu mà cho em mong muốn một điều là về chồng em phải thay đổi thì em mong muốn nhất là điều gì? Anh bớt nóng tính một xíu. Nói chuyện đừng nạt vợ, nó nhiều khi đang nói chuyện vui cái đường câu vô nạt cái quê. Thôi đừng nạt, phụ nữ bao giờ người ta cũng muốn nghe những cái lời nó ngọt ngào, thấy không? Nạt tự nhiên lên đi. Đúng không? Không. Dạ. Rồi còn em? Còn em muốn vợ em á là sắp xếp công việc sao cho nó phù thời gian phù hợp cho con, muốn cho con ngủ thời gian đúng, ăn uống rồi mình làm giặt giũ gì đó cho nó phù hợp hơn. Chị Hồng Vân thấy cái điều mong muốn thay đổi của họ có dễ không chị Vân? Thực ra nãy giờ chị tâm sự với tụi em á, chị thấy có một điều như vậy. Cuộc sống của tụi em hiện giờ á, nó đang rất cần cái sự hợp tác của cả hai vợ chồng để mình có thể
vượt qua được những cái khó khăn trong thời điểm này là vì con còn quá nhỏ, em hiểu không? Yeah. Mà mấy đứa nhỏ nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Đúng là như Liêm tâm sự thì quá nhiều những cái mà nó không thuộc phạm trù của một người đàn ông phải làm. Ví dụ như chợ búa nấu nướng, nếu như em tinh ý thì em sẽ là cái người bù đắp nhiều những cái đó để mà Liêm cảm thấy rằng ở nhà mình cũng có được không gian thoải mái như vậy. Ít ra là được một lúc nào đó trong ngày, không nhất thiết phải là từ sáng tới chiều, đúng không? Đó là thuộc bản năng của một người phụ nữ, em phải làm để em giữ chồng của em ở nhà. Cái đó chị không thể nào chỉ cho em mà một cách cụ thể được, mà em phải đánh động cái bản năng người phụ nữ của em đi để em giữ chồng của em. Thứ hai còn về em á, nếu như vợ em có cái sự thay đổi đó, em phải ghi nhận cái điều đó và em cũng đều gọi là hợp tác để vợ em có thể càng ngày càng làm cái điều đó tốt hơn. À, cái sự hợp tác ở đây là em bớt nóng tính đi, tại vợ em nó dễ quê, có nghĩa đang nó đang muốn làm, nó đang muốn tốt hơn đấy, cái em nạt nó cái nó quê liền, quê liền, tôi kệ muốn làm gì làm. Mà cái không khí này mà tiếp tục nữa thì nó sẽ có những cái không hay xảy ra. Chị đã tiếp xúc với rất nhiều những cặp vợ chồng tương tự như vậy thì kết cục của cái cuộc sống nó không có vui. Chị rất mong rằng tụi em sau cái chương trình này về, hai vợ chồng tâm sự lúc đêm trước khi đi ngủ đó, anh ơi hay là mai mình tính về nha anh, vợ ơi ngày mai mình tính về nha em, ví dụ vậy đó, thì để tụi em sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó dễ chịu hơn. Rồi nếu cần thiết thì anh sẽ trợ giúp cho mỗi người một bịch kẹo nha. Để cho ngọt ngào ha. Xin cảm ơn em. Mấy ngày đầu hay giường, mấy ngày xong rồi giường một giường. Nói thì không có nói, chỉ làm thôi. Em thích là có vợ có chồng cùng làm với nhau. Vợ nằm xích ra nằm ngủ mà không có thoải mái, chồng không ngủ được. Và tiếp theo xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Trời, em có cảm thấy là cái cặp này họ rất điệu nghệ trong cái việc đúng mà... vậy. Nó nối tay. Xin đoán đi, cái cặp vợ chồng hai bạn là có làm một cái gì đó dính líu tới nghệ thuật đúng không? Dạ không ạ, nhưng mà chắc tại con người em nghệ sĩ. Như vậy là tôi đoán gần giống rồi. Thôi bây giờ không đoán nữa, mà bây giờ giới thiệu đi, mời em. Dạ em tên là Bùi Đức Thắng ạ, em năm nay 27 tuổi, làm nghề tự do. Còn em? Dạ em tên là Thanh Trúc, năm nay em 28 tuổi. Em thì đang làm nhân viên văn phòng. À, 28 hay 27? Cũng lái máy bay chút xíu rồi. Em yên tâm, bây giờ người ta còn lái tới xe tăng mà em cũng lái. Hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào ta? Khoảng năm 2010 thì là hai đứa làm chung công ty. Tuy là làm bộ phận khác nhau á, nhưng mà tại vì cũng có tìm hiểu thông tin thì biết là bạn chồng là rất là thích đi phượt. Mà em thì là từ nhỏ đến lớn thì hay ở nhà, chưa có nhiều cái dịp để mà mình trải nghiệm. Cho nên là cũng thích đu đeo, cái là xin là có dịp nào thì cho mình đi ké. Thì đi được vài chuyến thì thấy có vẻ cũng hợp nhau. Cho nên là hai đứa đi hoài. Đi phượt, em thường là đi, chắc là đi xa lắm đúng không? Tết thì em hiếm khi nào về quê á, hoặc là thường lấy xe máy chạy đi vòng vòng chơi á. Thì Tết năm đó thì không có kiếm được bạn. Bạn thì đứa thì lấy vợ rồi, đứa thì lu bu công việc. Em không có ai, em rủ Đại lên thì vợ em đi chung. Có hai bạn đi thôi? Dạ đúng rồi, có hai người. Thì chuyến phượt đó là có hai người thôi. Mà chuyến đó đi đâu? Dạ em đi Ninh Thuận ạ. Bây giờ hỏi khéo chút nha. Dạ. Đi phượt vậy rồi có vượt không? Vượt gì ạ? Hỏi thiệt hay là hỏi giả? Vượt rào, vượt rào, vượt rào. Hỏi gì không? Đi phượt có hai bạn thôi. Đó, rồi bạn này chở bạn này thì cũng đụng, mà bạn này có chở bạn này thì cũng đụng. Đụng qua đụng lại mà không vượt mới là lạ đó. Rồi đi phượt như vậy rồi ăn ở thì sao? Mình chia sẻ với nhau. Không, anh chỉ là chung phòng hay là sao? Nếu là chung xe chung phòng. Chung phòng chung nhưng mà hai giường anh. Hai giường. Mới đầu thì hai giường, xong rồi mấy ngày đầu hai giường, mấy ngày xong một giường. Một giường. Càng đi ra miền Trung thì cuối cùng cái giường nó nhập một. Thì cái chuyện nó về chắc chắn là yêu nhau rồi đúng không? Không yêu mới là lạ. Là phượt là đi phượt lần đầu đã yêu nhau rồi đúng không? Dạ thực ra là cho tới thời điểm lấy nhau được 8 tháng rồi chồng em vẫn chưa bao giờ nói yêu em hết á. Ủa phải không? Tức là không nói bằng lời thôi đúng không? Hay là tại em thì còn trẻ quá, em nghĩ là phải đến năm 35 tuổi em mới lập gia đình. Nên em nghĩ là tình yêu nó phải mộng mơ, nó phải màu hồng, màu nhiệm dữ lắm. Chứ em thấy tự nhiên quen rồi cưới thì không biết, là chắc là tự nhiên vậy thôi chứ không phải là tình yêu nữa. Em có khi nào em có cảm nhận rằng là do vượt nhanh quá cho nên là chưa yêu kịp không? Dạ không, thì từ lúc mà quen đến lúc cưới thì cũng 3 năm tìm hiểu.
chắc là cái này để riêng em vẫn không nói được tiếng yêu. Không nói tiếng yêu à? Hành động của chồng em á, có bao giờ mà hành động rất là lãng mạn không? Dạ, lãng mạn cũng có, đặc biệt là lúc mà hai đứa quen nhau á, thì anh chàng rất hay nghĩ là nhiều thứ lãng mạn. Những cái điểm đi đến xa xôi thường là chỉ dành cho các cặp đôi thôi á, nhưng mà đặc biệt nói thì không có nói, chỉ làm thôi. Chị vẫn không hiểu là cái lý do gì mà em không thể nói được cái chữ yêu ta? À dạ, tại em có đọc cái câu là giữa những người lạ thì ta cần một người quen, giữa những người quen thì ta cần một người hiểu, giữa những người hiểu thì ta cần một người yêu, và giữa những người yêu thì ta cần một người tin. Thì lúc mà cầu hôn em cũng nói y chang như vậy, nói là mình tin là hai đứa mình là phù hợp với nhau. Dạ. Thì yêu mới chỉ là đến 3/4 quãng đường thôi, còn tin nhau thì mới đi được hết quãng đường. Dạ. Cái ổng là tới giờ ổng cũng chưa thấy được bà vợ nữa. Không nói con yêu rồi ổng lãng mạn rồi, đi phượt như vậy rồi về lại cưới vợ như vậy, chắc có lẽ là do ai đó kêu phải lấy vợ liền đúng không? À, có lẽ là do bác sĩ phải không? Dạ không, do vợ em kêu em. Dạ tại vì em cũng nghĩ là mình muốn lấy chồng rồi, sau khi lựa chọn sàng lọc thì em nghĩ là chắc anh chàng này thôi được rồi, mình dừng ở đây. Thì là em bắt đầu chiến thuật mưa dầm thấm đất. Đi chơi thì em cũng hay tìm những cái cơ hội để em nói dông nói dài bóng gió về cái cuộc sống gia đình, cái chuyện kết hôn. Thì chắc là dầm dầm thấm thiệt. Nhưng mà nè, tại sao em lại đặt một cái mục tiêu rằng cho riêng em á nha, là đến 35 tuổi em mới lập gia đình? Em thì còn trẻ quá mà lúc đó thì chưa có nhiều tiền, mà nhà em thì lại nghèo, ở quê nghèo, nên lúc nào cũng phải phấn đấu là khi nào mua được nhà rồi có sự nghiệp ổn định thì mới cưới. Rồi giờ đã mua được nhà chưa? Dạ vừa mua được ạ. Thôi chúc mừng. Vậy là em hay quá rồi. Theo lẽ là mình nghĩ là 35 tuổi mình mới mua được cái nhà, bây giờ 27 tuổi đã mua được rồi. Được. Chắc là do hai vợ chồng hợp tuổi. Đương nhiên. Trở về cái vấn đề sau khi hai bạn lấy nhau, đúng không? Ngoài cái chuyện ông này cái tật xấu là chưa bao giờ ông nói tiếng yêu em, thì ngoài ra ông còn có cái tật gì nữa không? Rất là mê chơi game. Tức là cả ngày mà ở nhà thì không có phụ giúp việc làm, việc gia đình gì hết trơn á. Toàn là ôm cái iPad. Chơi xong rồi cần giúp đỡ vợ bằng cách là để chồng lấy iPad của vợ chơi giùm cho vợ. Chơi giùm vợ hả? Dạ. Làm việc nhà một mình thì em cảm thấy là như vậy nó không có công bằng. Em thích là có vợ có chồng cùng làm với nhau. Cho nên em thường hay là giả vờ là nhờ lấy giùm cái này lấy giùm cái nọ, xong em lôi vào cùng làm với em. Chứ em không có chấp nhận cái chuyện mà một mình ngồi chơi như vậy. Em là người miền Nam đúng không? Dạ em là người miền Nam. Ở đây là người miền Bắc. Thường anh này có tính gia trưởng. Dạ đúng rồi. Anh có áp đặt cái gia trưởng đó đối với em không? À, không có gia trưởng gì trong cái suy nghĩ, nhưng mà trong cái việc làm hàng ngày ở nhà, đặc biệt là anh rất là hy vọng vợ là phải kiểu công dung ngôn hạnh, dạ đúng gia rồi, nội trợ từ trên xuống dưới, dạ đúng, từ sáng tới chiều, từ trong ra ngoài. Còn đàn ông, còn anh là chỉ có chơi iPad. Dạ, làm chuyện lớn hơn đó là KTV. Cái thứ hai nữa là cái này là em hơi vỡ mộng xíu. Thì thường em hay nghĩ là trước khi ngủ hai vợ chồng chúc nhau ngủ ngon thì phải ôm hoặc là như thế nào ấy, nhưng mà có chuyện Hàn Quốc nhiều quá. Nhưng mà anh chàng này thì chỉ cần chúc vợ ngủ ngon xong rồi vợ nằm xích ra nằm ngủ mà ôm không có thoải mái, chồng không ngủ được. Dạ cho nên là cũng hơi thất vọng xíu. Rồi còn em mong muốn ông chồng thay đổi cái gì? Mong muốn lớn nhất là ảnh bớt gia trưởng lại xíu xíu. Có nghĩa là đừng gia trưởng nữa mà bớt chút xíu thành gia phó. Rồi ngoài ra cái nữa là ngủ thì nhớ ôm vợ. Chị thấy vậy nè cưng, cái mong muốn của chồng em với em theo chị là đúng. Ở đây vấn đề là như vậy nè cưng, cái người phụ nữ á, cho dù em sống ở miền Nam hay miền Bắc hay ở nước ngoài, em sẽ thấy một điều như vậy nè, mặc dù người ta là phụ nữ là số 1, nhưng công việc ở trong nhà là một tay người phụ nữ ta làm được hết, làm được cả tất cả những cái việc gì đàn ông luôn. Nhưng nhỏ gái chị bây giờ ở đây nó không biết làm cái gì hết. Nhưng mà khi qua tới bên kia cháu đi học rồi cháu tự làm hết mọi thứ. Để làm chi? Buông nó ra đâu nó cũng sống được. Không nhất thiết phải có chồng bên cạnh, nó vẫn tồn tại được. Không có mẹ, không có cha bên cạnh vẫn tồn tại được. Đó là cái điều chồng em mong muốn để tốt cho em. Đúng không? Đó cho nên theo chị, cho dù chồng em không nói đi chăng nữa, em cũng phải tự làm được cái điều đó. Để sau này em có thể cán đáng cuộc sống của em được. Rồi còn ngược lại, vợ em có những cái điều mà mong muốn ở em, chị thấy cũng hoàn toàn chính xác. Ví dụ em chia sẻ cái công việc nhà với vợ, ở đây không phải là mất tư thế người đàn ông, em phải tân tiến chút đó. Cho nên em chia sẻ như vậy thì vợ em thấy vui, vợ em thấy hạnh phúc, vợ em thấy yêu chồng hơn, chứ em hoàn toàn không bị mất thế tư thế người chồng trong nhà. Đó là cái điều mà hai em mong ước ở nhau, chị thấy đều chính xác hết. Rồi cái chuyện ôm vợ thì nếu mà vợ mình không bị ngáy thì mình ôm đi, ôm nhau ngủ nó là một cái gì đó nó lãng mạn.
lãng mạn lắm, hiểu không? Mọi tay, mọi tay, mọi tay, mọi tay, mọi tay, tê tay luôn. Mình sẽ tìm cái tư thế nào để mà mình đừng bị tê tay hay là mình có bị mỏi. Nhưng mình đừng có để cái đầu bả gối lên cái con chuột, thì không có tê. Và mình khuyên điều nữa là hai vợ chồng thỉnh thoảng nên hâm nóng lại bằng cách là gì? Cứ đi phượt. Rồi, tìm chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn chị.